Vâng, xin chào toàn thể anh em thân mến. Thì hôm nay tiếp nối cái video trước của mình là có đập hộp qua cho anh em xem qua con Tube TM1 của Suka Audio rồi. Thì hôm nay mình sẽ test cho anh em review chi tiết về chất lượng cũng như là cách dùng của nó cho để anh em hiểu rõ về một dòng sản phẩm mới hiện nay trên thị trường. Bởi vì con này bây giờ cực mới luôn, mới ra luôn. Công ty mình hôm nay là test lần thứ hai. Đấy, test con này lần thứ hai để cho anh em quay cho anh em xem. Còn lần thứ nhất là mình test tìm hiểu qua con này rồi, chi tiết rồi. Thì bây giờ mình quay cho anh em xem. Đây, thì như anh em thấy ở trên này thì nó có các chỉnh bass, mic, treble. Đấy, cổng chuyển đổi tai nghe, cổng USB, cổng thẻ nhớ. Đấy, các cái nút chuyển tăng âm lượng này, tăng âm lượng mình giữ, nhấn giữ. Đấy, giảm âm lượng mình nhấn giữ qua bài. Đấy, tạm dừng stop này, mở này, nút mở nguồn này, có các cổng giật xe này, bluetooth này, USB này, TF này. Đấy, đằng sau có các cổng AV này, hai cổng AV và dây nguồn, cổng bluetooth. Đấy, như anh em thấy ở đây thì đôi này mình hiện tại mình đang lắp một cặp bóng Mỹ có giá là 200.000. Đấy, thì đây là một đôi bóng theo máy của nó nhá, bóng zin nhá, 6K4, bóng 6K4. Đấy, nhưng mà hiện nay thì theo mình thấy thì lên lắp bờ thêm, anh em mua thêm một đôi bóng Mỹ thì chất lượng âm nhạc nó sẽ cao hơn. Đấy, anh em cứ hiểu, anh em nào chưa hiểu thì mình có thể giải thích là con bóng này nó cũng như là một cái cầu chì ấy. Đấy, khi anh em không có thì không thể nào có nhạc được. Đấy, con này rất cực quan trọng luôn, đôi bóng này cực quan trọng đối với ở chất lượng âm thanh của anh em. Đấy, như ở đây mình có cả điều khiển nữa này. Đấy, điều khiển này, tăng giảm volume các thứ có đủ cả nhá, đủ cả cho anh em. Đấy, thì hiện tại là mình đang review cho anh em nhạc trên, mình chuyển đổi qua cổng AV này. Đấy, đấy, mình mở to cho anh em thưởng thức này. Đấy, mình có một lời khuyên đó là anh em lên chỉnh âm lượng cũng như là bass, treble, mic trên con dàn đèn này. Bởi vì khi qua con dàn đèn này, qua hai cái bóng này, nó sẽ cho anh em một cái chất lượng cực kỳ tốt. Đấy, cực kỳ tốt, hơn là một con âm ly của anh em. Con âm ly của anh em có thể có giá trị rất cao, có những nút chỉnh bass, treble, volume rất là tốt. Nhưng mà con dàn đèn này nó đóng vai trò rất quan trọng. Đấy, trong cái bộ dàn âm thanh của anh em. Thế nên là chỉnh trên này rất là tốt luôn. Đặc biệt là cho anh em mà hát karaoke qua bluetooth ấy. Đấy, đấy, có cổng bluetooth cho anh em này. Khi anh em hát karaoke qua bluetooth đây thì nói chung là đảm bảo cho anh em, cho anh em một chất lượng rất là tốt và cực kỳ chi tiết, hát rất êm. Đấy, như mình chỉnh đây này, mình thử chỉnh cho anh em chi tiết nhá. Vặn nhỏ hết bass này. Đấy, anh em thấy chưa? Hết luôn nhá. Rất lét luôn, rất chi tiết, to này. Đầm chưa? Anh em thấy độ đầm của bass chưa? Đấy, rất bass rất là ấm. Như con mic đấy, rất là rộng luôn, cho anh em chất lượng âm thanh rất rộng. Đấy, vặn giảm nhá. Đấy, con này là chép này. Lét những tiếng nhạc cụ luôn, anh em nghe, anh em có thể là nghe qua, anh em có thể biết được có những nhạc cụ gì luôn, rất là tốt. Con này đóng vai trò rất quan trọng. Và đặc biệt ở con Tube M1 này thì nó được tăng lên, cũng như về chip này, nó được nâng cấp lên này. Đấy, các con chip bên trong được nâng cấp. Đấy, như bên mình đang sử dụng đây thì nó rất hay. Đấy, bây giờ hiện tại bên mình đang để với giá là 1.550.000 anh em nhá, 1.550.000 bao ship cho anh em tận tay. Đấy,
Con này thì nó lại rất hợp với các anh em muốn chơi riêng, không muốn tích hợp giải mã. Như con Tube T5C này của mình là nó tích hợp cả giải mã. Đấy, tích hợp cả giải mã lên rất tiện. Con này thì như anh em muốn, anh em có thể là kết hợp qua những con giải mã như mình đang có đây. Con Q6 đấy, anh em có thể kết hợp qua con này, Q6 hoặc là MK2, Q5 đấy, các anh em có thể tích hợp qua những con đấy. Còn đây qua con này thì nó có sẵn giải mã rồi. Con T1 thì anh em quá hiểu rồi. Đấy, con T1 mình hàng rất lâu rồi và nó cực kỳ hot. Con này có 850 thôi. Con này 2 triệu 350. Đấy, con này 2 triệu 350, báo ship hết cho anh em nha. Chất lượng cực tốt. Để mình cái đoạn cuối để mình tăng volume lên cho anh em thưởng thức. Đấy. Nhạc cực ok luôn. Đấy thì xin phép anh em mình review đến đây để cho anh em hiểu thêm về con Tube M1 hàng mới của mình thôi. Và xin phép anh em nếu mà anh em có yêu cầu đặt hàng cũng như là hiểu thêm chi tiết về nó thì có thể là gọi điện trực tiếp cho mình thông qua số điện thoại Zalo 0963411622. Đấy, mình sẽ hướng dẫn chi tiết đến anh em. Thôi xin chào toàn thể anh em thân mến.